Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình là Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi Fishing Line, sống câu cá. Game này anh em có thể tải ở trên điện thoại. Mình thấy chơi khá là hay nên mình cũng gọi là vào giới thiệu cho anh em một chút. Để chúng ta có vào xem sách này. Sách này có nhiệm vụ để chúng ta mở các map ấy. Trước thì mình câu được con cá nhà táng 4 sao này nên là lên được cái map biển thành phố này. Chúng ta sẽ cần phải câu được con cá rồng bạc. Triệu tập này thì khi mà câu đủ cái số lượng cá thì chúng ta sẽ triệu tập được một con khác của cái loài đấy. Ở đây thì chúng ta có thể sang mục lục để tra tên các loài cá. Đây, giống đây là cá ngựa này, nó có môi trường sống và có một mô tả đây là chạy biển. Một cá là cá xì rách, nghe như kiểu dành cho mấy ông đi đánh bài ấy. Chúc bạn may mắn này. Đấy, ở đây thì có rất là nhiều bản đồ. Đầu thì chúng ta sẽ cần phải câu được một con để mở bản đồ tiếp theo. Chúng ta sẽ quay lại. Đây có cửa tiệm này. Cửa tiệm này thì có rất là nhiều mồi, dấu mồi này, bảo vệ mồi, bỏ qua cá dưới cấp 2 này. Đây, cái mồi chìm này sẽ giúp mồi chúng ta đi xuống nước nhanh hơn. Đây là mồi nâng cao. Nói chung là kiểu mồi 3 sao sẽ câu được những con lớn hơn 3 sao ấy. Thuyền thì hiện tại mình đang dùng cái thuyền xịn nhất. Đấy, chúng ta có 5 cái thuyền. Mình đang dùng cái thuyền huyền thoại. Nhân vật thì mình cũng đang dùng người câu cá huyền thoại. Sẽ có thêm một chút lợi thế là được cộng thêm 40% tiền. Cửa hàng vàng này thì chúng ta có thể vào mua để không có quảng cáo này. Có khá là nhiều đấy nhưng mà mình thấy nó khá là đắt là thôi. Cứ cày phong cách gọi là cỏ thôi. Đấy, đây là lưới cá này. Cá này thì nãy mình bắt thì được khoảng 8 con. Anh em có thể bán để lấy tiền hoặc là để giữ để cho bể nuôi cá nhá. Đây mình vào bể nuôi cá của mình này. Đấy, bể nuôi cá của mình thì có khá là nhiều loài nhưng chủ yếu là có mấy con cá voi xanh thôi. Đấy, cá voi xanh là nhiều nhất. Có thêm cả đây là cá mập mặt quỷ này. Thêm cả chim cánh cụt với lại cá ngừ. Đây là cái cá gì đây? Cá mặt trăng nữa. Anh em có thể mở rộng nó. Còn anh em có thể bán thì lấy tiền. Đấy, bán thì cái lưới nó sẽ trống. Thuyền càng xịn thì nó sẽ chứa được càng nhiều anh em ạ. Chứa được càng nhiều cá. Mình thuyền mình chứa được 20 con. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi bắt cá rồng bạc. Đi ra giữa biển thôi. Để kiếm thêm vàng bằng cách mở cái hòm này nhưng mà chúng ta sẽ phải xem quảng cáo. Đấy, để bắt được cá thì cứ phải dò xem cá ở khu vực nào đã. Cần này của mình thì cũng chỉ có level 50 mấy thôi, 51 thì đấy thôi, cũng chưa được xịn sò lắm đâu nên là nó cũng chưa thể xuống được hết tầm, cũng chỉ được xuống được tầm khoảng 4 mấy 5 mấy mét thôi. Tại mình cũng đang cố gắng kiếm tiền để mà update nó lên. Đây, mình thấy con cá rồng bạc đây rồi. Cá này thì chúng ta sẽ câu bằng mồi 3 sao. Đấy, vào cửa tiệm này. Mình cũng mua được khá rồi. Trang bị thôi. Mồi 3 sao và phải dùng thêm giống mồi nữa anh em ạ. Đấy, bỏ qua cá dưới 2 cấp này. Những con cá bé nó sẽ không ăn. Đấy, cùng chờ mong xem là chúng ta sẽ câu bao nhiêu lần thì sẽ câu được con cá này nhá. Đấy, mấy con cá nhỏ nhìn thấy thì nó sẽ không đớp. Có rất là nhiều cá ở biển luôn đấy. Nào, ôi dồi ôi. Câu được ngay con cá mập ạ. Con cá mập này rất là ham ăn đấy. Đấy. Anh em mà lười chơi thì có thể ngồi rình để mà mở mấy cái hòm kho báu này cũng được. Trời ơi, lại câu được con gì đây? Nhiều con 3 sao thế. À, chim cánh cụt Adili. Con này thì có giá là 1.900. Mục tiêu của chúng ta là cá rồng bạc cơ. Đây có con hải cẩu kìa. Rùa biển này rất là nhiều nhá. Ui, lại cá mập à. Nhưng mà con này khác con lúc nãy. Con mặt quỷ.
May thế nhờ. Không biết là cái con hải cẩu đấy nó level bao nhiêu, tại mình không dùng cái giò. Chúng ta có thể dùng cái công cụ để giò. Ô, chim cánh cụt kìa. Là con gì đây? Cá mặt trăng anh em ạ, đây con cá mặt trăng. Mình vẫn nhớ đây là con cá mặt trăng. Nào, cố gắng nào. Đây, chúng ta có thể bấm cái giò cá này. Level 54 thì chúng ta mới câu được con này cơ. Ui. Cá kiếm à, con này cá gì đây? À, đây là hồng malin. Hồng malin anh em ạ. Nào. Cá rồng bạc đâu? Nhìn thấy rồi nhưng mà để mà đến được con cá rồng bạc thì sẽ cần phải qua được mấy con này. Đấy. Rất là nhiều cá ăn được mồi 3 sao nhá. Chim cánh cụt cao quý ạ. Càng về cái mấy cái map sau ấy thì mấy cái con vật ở biển nó càng to. Càng nhiều sao thì vàng chúng ta kiếm được nó sẽ nhiều hơn. Game thì nhạc này nó chỉ có một nhạc thôi nhưng mà mình thấy nhạc nó rất là thư giãn ấy. Đúng rồi. Ui cá ngừ à. Này giống cá ngừ lắm. Cá ngừ đen. Khá là tốn mồi nha. Đấy, nhạc mình thấy nhạc rất là hay ấy. Chơi game mà nghe nhạc kiểu này nó cũng khá là thư giãn. Rồi, cá rồng bạc đâu rồi? Đây 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 đây. Ấy, rồi câu rồi anh em ạ. Hú hồn, mất bao nhiêu mồi ấy. Lên. Đây, cá rồng bạc này. Ăn luôn. Đấy, chúng ta rồi có thể sang được cái map khác. Sẽ vào thủy cung này. Mở thêm một khe cắm nữa thì chúng ta sẽ nuôi được thêm một con. Đấy, quay lại rồi thả con cá rồng bạc vào thôi. Đâu nhờ, đâu nhờ. Đây này. Giữ này. Đấy, thủy cung bây giờ chúng ta đã câu được cá rồng bạc rồi. Quay lại thôi. Đấy, vào sách này. Ta sẽ nhận được 35.000 tiền thưởng. Đấy. Và chúng ta sẽ mở được cái map tiếp theo. Rồi, map tiếp theo là map biển và tượng. Chúng ta sẽ cần phải câu cá voi xám. Đấy, hôm nay chúng ta chỉ câu cá rồng bạc thôi. Mình chỉ gọi là hướng dẫn anh em chơi game này trước. Đấy, anh em thấy hay thì nhớ like và share ủng hộ kênh của mình nhé. Mình sẽ còn chơi Fishing Line nữa. Chúng ta sẽ còn chinh phục các map tiếp theo. Hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo. Bye bye!